Tôi không quan tâm ông trải qua những gì. Sức mạnh của ông khiến người ta phải tôn trọng ông. Vì đối phó với Nhật Bản mà bất chấp tất cả mọi chuyện. Dựa vào điểm này, tôi tuyệt đối tin tưởng ông. Làm việc tình báo còn có chuyện tin tưởng sao? Tôi không cần biết ông đang nghĩ gì. Kẻ địch trước mắt, Đảng Cộng sản đối đầu với kẻ địch là cũng có mục đích hết đó. Nhưng mà tôi được nhắc nhở ông là món nợ của Thiệu Lão Toàn tôi tạm thời cho ông nợ. Nếu như các người còn dám lợi dụng lòng tin của chúng tôi một lần nữa, tiến hành phá hoại, làm hại đồng chí của chúng tôi, người Đảng Cộng sản tuyệt đối không bỏ qua cho bất cứ kẻ địch nào đâu, ông hiểu chứ? Xem ra tôi không còn có lựa chọn nào đâu. Phu quân, sao hả? Lái máy bay với cưỡi ngựa cái nào sảng khoái hơn? Cưỡi ngựa giống như bản giả khúc, lái máy bay thì giống như một khúc giao hưởng. Nói một cách tương đối, tôi thích cái sau đó. Tính phu quân đúng là lợi hại, mọi thứ đều có thể bẻ lái một cách thuần thục. Thẩm tiên sinh quá khen rồi, tôi chỉ là rất thích được bay và thích tốc độ. Được ngồi lái trên chiếc Zero làm tôi cảm thấy rất tự tin. Đó là bảo hộ của thiên hoàng, là niềm vinh hạnh của đế quốc Đại Nhật Bản. Tôi nghe nói máy bay F-4F Mỹ đã trở thành chim đậu sợ cành công. Chỉ cần nhìn thấy máy bay chiến đấu Zero trên trời là như sắp lên thiên đàng rồi, có đúng không? Anh nói quá rồi. Nhưng mà Zero trên không trung thực sự là bất khả chiến bại. Nói là bá chủ trên không cũng đúng. Tôi thật sự rất muốn được nhìn thấy phong thái của đế quốc anh hùng một lần. Được rồi. Hai người cứ nói máy bay cái gì không biết à. Bây giờ không phải là đánh nhau, có thể nói cái khác hay không? Bà tiểu thư hình như không có hứng thú với máy bay thì phải. Đúng đó, đó là chủ đề của đàn ông các anh mà. Chẳng trách phụ nữ thích cái gì đó nữ tính hơn, ví dụ thi ca và âm nhạc. Thi ca cũng có lúc giống như âm nhạc vậy. Trung Quốc thời cổ đại của các người có thơ Đường Từ Tống Cúc Nguyên, lúc đó còn có thể hát được nữa mà. Mai tiểu thư có thích nhạc Nhật Bản hay không? Nhật Bản có rất nhiều bản dân ca, giai điệu âm thanh thật sự rất là lãng mạn, rất tươi đẹp. Vậy thì hay quá rồi. Nếu như mà tiểu thư thích nhạc của Nhật Bản như vậy, thì tôi biết tôi với Nhật Bản có một tử quán. Âm nhạc trong đó đúng chính thống luôn. Cô có cảm hứng không? Đi nghe thử nha. Tính phu quân đã có lời mời chân thành như vậy rồi, tất nhiên phải đi chứ. Lão Đàm rồi, ông ấy cũng đã biết thân phận của mình bị vạch trần. Từ hôm nay trở đi, giữa con và người bên trung thống có làm gì liên quan tới nhau, qua lại với lão Đàm cũng phải biết giữ mức độ,
ghi nhớ, luôn luôn cảnh giác, mọi chuyện phải báo về. Đối với đối phương, chuyện nên nói thì nói, chuyện nên giấu thì buộc phải giấu. Bà giao. Em đang xin chào. Dạ xin chào. Để đáp lại lòng thành của anh, đây chính là sàn nhảy đẹp nhất ở Thiên Tân. Sàn nhảy ở Thượng Hải cũng không so sánh được đâu. Nếu muốn hiểu thêm cuộc sống gì đêm ở Thiên Tân thì chắc chắn phải đến đây. À, âm nhạc ở đây cũng rất hay đó chứ. Yến Bình hát cũng hay lắm đó. Ồ, vậy sao? Vậy thì khi nào có dịp nhất định phải thử chứ. Còn khi nào nữa chứ, tối nay đi ha. Nè, mời ngồi. Đây, tôi xin kính anh một ly. Anh tiên sinh đi cẩn thận. Hôm nay có thể nghe Mai tiểu thư hát, đúng là thực sự rất có vinh hạnh. Trong chuyện có Nhật Bản, chúng tôi có nhắc đến công chúa tiên hạ tuyệt đẹp, tôi chưa từng gặp qua, nhưng tôi tin là cũng giống như Mai tiểu thư vậy. Phải, để anh cười chê rồi. Hay là vậy, hôm nào tôi mời anh đi nếm thử hải sản của đường phố, để anh thử xem có khác gì với hải sản của Nhật Bản hay không. Được thôi, vậy thì tôi chờ. Vậy thì hôm khác gặp nhau. Vậy Thẩm tiên sinh, Mai tiểu thư, tạm biệt. Tạm biệt.
sao vậy? Nhìn em không được vui. Đâu có. Cái ngày nay rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Tại sao anh làm vậy với em? Rõ ràng anh biết Takeda tính phu cứ hay nhìn em, còn ngồi một bên cười hoài. Nếu như anh thật sự thương em, thì khi người đàn ông khác bên cạnh anh dùng ánh mắt đó nhìn em, anh phải ngăn lại rồi chứ. Có gì sao? Để cái tên kiêu ngạo đó theo đuổi em, chứng tỏ rằng người phụ nữ của anh đầy sức hấp dẫn. Hơn nữa hắn không biết làm gì đâu. Lòng tự trọng đáng thương của hắn không cho phép hắn làm vậy mà. Em muốn lấy một con dao sắc moi tim anh ra, xem rốt cuộc trong lòng anh đang nghĩ cái gì. Vậy thì rất là ác. Nhưng khi nào em muốn em có thể làm mà. Sao vậy giận rồi hả? Anh nói rồi, anh không để người khác động vào người phụ nữ của anh đâu. Ai mà biết anh có nghĩ vậy thật không chứ? Nghi ngờ anh hả? Cái tên biết lái máy bay đó, ngoài tình ra thì trong miệng hắn còn rất nhiều thứ có giá trị. Mấy thứ đó trong tay anh sẽ biến thành tiền thôi. Rồi tiền đó sẽ biến thành quần áo, váy, áo dài. Rồi sẽ biến thành những viên kim cương tuyệt đẹp. Em có hiểu không? Em không hiểu. Không hiểu cũng không sao, người đàn ông của em hiểu là được rồi. Em nghỉ ngơi sớm đi. Biệt thự Tôn Quan. Lên xe, lên xe. Nhanh. Mẹ lên. Mấy người làm gì vậy? Nhìn lên. Anh làm gì vậy? Tôi tới sửa điện thoại thôi. Thả tôi ra. Sửa điện thoại hả? Lấy giấy tờ ra coi. Nhìn lên. Lên xe. Lấy giấy tờ ra coi. Đường dây điện thoại phía trước bị hư, nó thông qua lãnh sự quán Nhật Bản. Tôi tới sửa gấp. Lên xe. Lên xe. Lên. Nhìn lên. Nhanh. Gần đây, Thẩm Tây Lâm có qua lại với một tên phi hành đoàn tên là Takeda Tính Phu. Takeda Tính Phu tham gia trận chiến Trân Châu Cảng và nhận được quân chương cao quý.
phía sau có bất kỳ hành động gì, xin chỉ thị. Sao anh về trễ vậy? Đếm hầm đồ ăn lại cho. Không cần đâu, anh ăn rồi. Anh có ý gì hả? Hai ngày nay ngày nào cũng về trễ. Vừa về là lên gác nằm, nằm xuống là ngủ. Anh cũng không nói với em tiếng nào hết. Không có gì. Em ngủ trước đi. Anh ghét em có đúng không? Được. Vậy hôm nay em lên gác ngủ. Được rồi, để anh ngủ trên ghế. Em đã gặp bác Đàm. Bác ấy nói với em một số chuyện. Em đã biết tại sao anh lại như vậy. Anh đã biết thân phận của em rồi. Anh hỏi em, nếu như anh không biết, có phải em tính sẽ mãi mãi không nói ra hay không? Đây là nhiệm vụ của em. Em không thể làm khác được. Nhưng em mong là anh tin em. Em đã xem nơi này như là nhà của mình. Anh có biết không? Là anh khiến em nghĩ đây là nhà em. Thậm chí có lúc em nghĩ mình sẽ mãi mãi sống như vậy. Mãi mãi hả? Mấy người tính mãi mãi sẽ giấu tôi như vậy sao? Phải. Giờ thì sao? Anh cũng đã biết rồi. Vậy anh muốn đi hay muốn đuổi em đi? Không ai đi hết. Còn ở đây sao? Còn ở cái nhà này sao? Chú Chu đã nói, chúng ta có chung kẻ địch là bọn người Nhật. Chúng ta có thể tiếp tục hợp tác. Hợp tác? Chỉ là hợp tác sao? Không có chiến tranh, hai người chúng ta chẳng có bất kỳ liên quan gì, vậy có khi còn tốt hơn. Nếu không đâu, 我们就不会认识。是啊，我还奢望什么呢？ 多想回到第一次，所有的重新来过，只有我和你。你上哪儿，我就跟着你去哪儿，哪怕是去延安，我也愿意。
放心，我没事的。那你早点回来。Yến Bình à, hôm nay anh có hẹn với Takeda Tính Phu đi ăn hải sản. À phải rồi, em kêu Ngọc Dư đi cùng luôn. Có hai nam hai nữ, đánh có người khó xử. À, món này em làm hả? Ngon quá. Em mua đó. Đánh người Nhật ở cục điện thoại có làm phiền con không? Ngồi đi. Bác và chú Chu đã gặp nhau rồi. Còn tới để nói với bác những lời này sao? Tuy là con biết bác đang lừa con, nhưng mà chú Chu đã nói, để có thể đánh đuổi bọn người Nhật phải cần có đối ngoại. Hãy tiếp tục là người liên lạc của bác. Con lớn rồi, nhớ lại lúc cha con vừa mất, con kêu bác giúp con ở lại Thiên Tân. Lúc đó con vừa hoảng vừa sợ, giống như con thỏ bị quấy rầy. Bây giờ con bình tĩnh hơn nhiều rồi. Đó là chuyện của mấy năm trước rồi. Con hận bác lắm phải không? Hận đi. Một người chỉ cần có hận sẽ có động lực tiếp tục làm. Hận có sức mạnh ghê gớm hơn là yêu. Bất luận tử sanh con nhìn bác ra sao, để có thể đánh đuổi được người Nhật, ai cũng có thể lừa dối. Bác có thể làm vậy, mong con cũng có thể làm được vậy. Nếu như cần thiết con cũng có thể lừa bác. Không có lòng tin, sao cùng nhau hợp tác? Con không muốn đâm dao sau lưng của bác, cũng không lừa bác. Bác Đàm à, bất luận có chuyện gì, con cũng vẫn xem bác là bác Đàm. Dù biết được thân phận của bác nửa năm trước, con cũng sẽ làm như vậy thôi. Người liên lạc. Takeda tiên sinh, anh đúng là một người tài mà. À phải rồi, Tính Phu Quân à, cái này rất nổi tiếng ở Thiên Tân. À, vậy hả? Cá ngừng đậm thân anh thử rồi so sánh với món Nhật xem sao. Tính Phu tiên sinh, anh là anh hùng của đế quốc. Em có nghe Thẩm tiên sinh nói rồi. Nè, anh là phi hành gia, máy bay của anh rốt cuộc quyền bí thế nào, bao nhanh bao nhiêu, anh nói tụi em nghe với. Trên thế giới này không có gì nhanh hơn máy bay chiến đấu Zero. Nó quyển chuyển giống như một con chim, tốc độ thì nhanh như tia chớp. Trên không trung các máy bay khác phải dè chừng nể phục, nó đủ sức tiêu diệt tất cả. Tính Phu Quân quả không đơn giản. Ngoài phi hành gia máy bay chiến đấu Zero, anh ấy còn là một phi anh hùng nữa. Vậy sao? Lợi hại quá vậy. Càng
vì dũng khí của Tín Phu tiên sinh. À, phải, chúng ta cùng kính Tín Phu đấy. Thật ra thì không dám nhận dũng khí, chỉ là tôi cảm thấy không có nguy hiểm vậy. Có thể lần đầu tiên lái máy bay kiệt xuất nhất của đế quốc, đó là vinh hạnh cho tôi. Tín Phu quân quả thật là rất ưu tú, có thể tốt nghiệp ở trường hàng hải cũng không tệ. Tôi nghe người trong quân bộ nói máy bay trên biển thật ra là máy bay chiến đấu mạnh hơn máy bay trên đất liền rất là nhiều. Nhưng mà nói về kỹ thuật bay thì hình như trên đất liền tính toán nhiều hơn, có đúng không? Đó là bọn họ nói bậy thôi. Đầu tiên, máy bay gyro cất cánh và hạ cánh trên tàu sân bay. Giờ vào điểm này thì thấy những người ngu ngốc bay trên lục địa căn bản không làm được. Tiếp đó, máy bay chiến đấu gyro rất nhẹ. Điều này dẫn đến khi máy bay công kích, toàn thân trung chuyển, đạn pháo phân kỳ. Nếu như kỹ thuật lái không cao tay thì hoàn toàn không khống chế được. Lấy một ví dụ, lúc thực tế chiến đấu, hình như tôi nói quá nhiều rồi. Ăn đi ha. Cũng phải, anh nói sâu quá chúng tôi không hiểu được ha. À, trên mặt anh có một cái thẹo, tôi nghĩ chắc là do anh không cẩn thận mà bị hả? Theo lý nói với kỹ thuật máy bay của anh thì không có chuyện mất lái đúng không? Đó là do một sự cố khi bay. Muốn nghe không? Đương nhiên rồi, chúng tôi rất muốn nghe anh nói đó. Cái lần đấu trận trên Trân Châu Cảng, tôi và đồng đội Kenji Fujioka bay dưới tầng thấp. Chúng tôi chuẩn bị bắn kho chứa lương thực quân đội. Lúc chuyển qua hai cái ống khói cho là tránh né không trung, anh ấy đã để da vào. Sau đó các mảnh vỡ máy bay biến thành các mảnh thủy tinh đâm vào mặt của tôi. Tôi rất may mắn là còn sống sót, nhưng mà đồng đội của tôi, anh ấy là bạn tốt nhất với tôi trong trường hàng hải, nếu như lần đó mà thành công, anh ấy có thể về nước cưới vợ sống hạnh phúc rồi. Bác sĩ nói nếu bắn vào trong chút nữa thì tôi cũng đã bị mù rồi. Ê, Trung Quốc có câu tục ngữ, đại nạn không chết, ắt có hạnh phúc trong tương lai. Tôi tin chắc là sau này với kỹ thuật lấy máy bay tốt của anh nhất định sẽ bất khả chiến bại luôn. Không. Thẩm tiên sinh, bất cứ chuyện gì cũng không có tuyệt đối. Cho dù là máy móc của máy bay chiến đấu Zero có tốt mấy, chúng tôi cũng muốn không ngừng cải tiến nó để nó ngày càng bay càng nhanh, để máy bay của Mỹ không bao giờ có thể đuổi kịp nó. Vì chuyện này chúng ta cũng nên chúc mừng một chút. À phải ha, tôi chợt nhớ ra, trong xe mình còn có một chai rượu rất là ngon. Hôm nay chúng ta từ từ mà thưởng thức ha. Được rồi. Được. Mạc tiểu thư, cô biết không, thực sự tôi rất biết ơn sự cố vừa qua. Nếu như nó không xảy ra, tôi cũng sẽ không đến Thiên Tân, sẽ không gặp được cô. Hình như vừa rồi cô không có hứng thú khi nghe tôi kể chuyện. À, đâu có đâu, tôi nghe rất chăm chú mà. Phải không? À, tôi biết là cô không thích chiến tranh. Nếu như có thời gian rảnh, tôi sẽ cho cô biết mặt khác của tôi. Mặt khác của anh sao? Mặt khác của tôi chắc chắn cô sẽ thích. Tôi sắp về nước rồi, trước khi đi tôi sẽ tặng cô cái gì đó. Được thôi. Nè, hai người xem, rượu ngon Thẩm tiên sinh giấu kìa. À, anh nhìn đi, đây là loại rượu có tiếng ở Bờ Đoa. Bình thường tôi không nỡ đem nó ra đâu. Hôm nay chúng ta cùng nhau chúc mừng. Không có vấn đề. Phải đó, hôm nay nhất định không sai không về. Nè, chúng ta uống hết rượu trong ly đi chứ. Được. Nè, rất khăn cạn ly. Cạn ly gì anh hùng. Nói đi, anh kêu em tiếp cận Takeda Tín Phu rốt cuộc là vì cái gì? Ở bên cạnh anh như vậy càng ngày em càng thông minh ra. Anh làm bất cứ gì cũng có mục đích, và với em cũng không ngoại lệ. Em coi, nói em thông minh thì em càng thêm thông minh nữa. Chuyện cần là cái này,
và tất cả những thứ có liên quan đến máy bay chiến đấu xe rù. Em là người phụ nữ nhiều hấp dẫn nhất ở Thiên Tân, có thể giúp đỡ anh được. Em không biết lái máy bay thì làm sao có thể hiểu được mấy cái này. Nhưng em biết tiếng Nhật, có thể tiếp cận được Takeda Tính Phu thì có thể tiếp cận được những thứ có liên quan đến máy bay chiến đấu xe rù. May mắn hơn thì có thể thấy được sơ đồ chi tiết của máy bay. Không thể đâu, Takeda Tính Phu bây giờ đâu có lái máy bay. Tên ngốc cũng có thể biết được. Anh ta thật sự rất là thích em, mà anh ta cũng rất là mê máy bay nữa. Anh ta nói rồi, muốn cải tiến tính năng của máy bay chiến đấu Zero. Và tính cách của anh ta lần này đến Thiên Tân nghỉ phép cũng không có rảnh đâu. Vì vậy nên sơ đồ máy bay chiến đấu Zero chắc chắn bên cạnh anh ta thôi. Em đã hiểu rồi, anh muốn có bản sơ đồ chi tiết của nó. Và vì muốn có được nó mà đồng ý để em tiếp cận một người đàn ông xa lạ. Anh là người kinh doanh, anh không thể buông bỏ tất cả những chuyện có liên quan đến kiếm tiền. Lần này là cơ hội mua bán khá lớn, có thể kiếm được một số lượng lớn vàng bạc. Vậy ra em trở thành công cụ kiếm tiền của anh sao? Chúng ta cũng sắp đón giao thừa rồi. Anh mong rằng chúng ta có thể đón một năm mới đầy tốt đẹp. Lâu lắm rồi anh không cùng người nhà đón năm mới. Người nhà? Ai là người nhà của anh chứ? Sau này sẽ thành thôi. Nếu như anh muốn như vậy thì mong anh đừng để em liên quan đến việc kinh doanh mua bán của anh nữa. Rồi hả? Cô cẩn thận đi. Tìm giặc mặt, tìm giặc mặt. Chào cô Mạc tiểu thư, mời ngồi. Tự Sanh đã báo cáo tin tức mà cô đưa cho tôi nghe rồi. Vậy tiếp theo tôi phải làm gì đây? Cô tiếp cận với tên lái máy bay người Nhật kia đã giúp cho chúng tôi rất nhiều rồi. Nếu như có cơ hội có thể hiểu thêm về tình hình không quân của phía Nhật nữa thì càng tốt. Được, tôi sẽ cố gắng. Còn một vấn đề nữa, Hẩm Tây Lâm cũng kêu tôi tiếp cận tên phi hành gia kia. Anh ta nói với cô làm gì? Anh ta nói tôi tìm cách tìm bán vẽ sơ đồ máy bay. Hẩm Tây Lâm cũng đang tìm kiếm sơ đồ của máy bay chiến đấu Zero sao? Nếu như có thể tìm được bản chi tiết đó sẽ rất có giá trị. Nhưng nếu với thân phận của Thẩm Tây Lâm, tại sao anh ta phải làm như vậy? Anh ta nói bản sơ đồ đó rất có giá trị. À, về đi. Cô chú ý một chút. Nếu anh ta tìm được bản sơ đồ đó, anh ta sẽ đưa cho ai? Được. Vậy tôi đi trước đi. À, được. Không cần tiễn đâu. Takeda Tính Phu mới gọi điện đến, nói là hẹn em ra ngoài. Vậy à? Xem ra hai người đúng thật là bắt đầu hẹn hò. Không phải anh muốn em làm như vậy sao?
em có đẹp không hả? Rất đẹp. Em với nó ai đẹp hơn? Ý gì đây? Thì tụi em đều là công cụ của anh. Nhưng có thể để nó theo sử dụng thì tốt. Em đi hẹn hò với Takeda tướng phu, anh không lo lắng chút nào sao? Một người đàn ông mà luôn tân bốc mình là một thân sĩ thì sẽ không dễ làm mấy chuyện đó đâu. Anh rất tự tin. Nếu như tụi em có xảy ra chuyện gì đó, em cũng không biết là anh vui hay là không vui nữa. Lời, tôi thật sự rất vui. Nhận được lời mời của tín phu tiên sinh là niềm vinh hạnh cho tôi. Chúng ta đi cái này sao? Không được sao? So với ô tô, xe này dễ dàng bay lượn. Được đó, để tôi thử. Vậy chúng ta đi đâu đây? Đến rồi cô sẽ biết mà. Cô đến một nơi. Đi đâu? Nhà của chú tôi. Cô Ichi tiên sinh, không phải ông ấy sống trong biệt thự Kamogawa sao? Nơi đó đâu phải ai muốn đến là đến đâu. Không, chú của tôi ở đó hoàn toàn là vì ông ấy thích làm việc điên rồ. Cô tôi lên sắp xếp cho chú ấy một cái biệt thự khác, nhưng chú ấy chưa hề đến đó. Bây giờ tôi đang nghỉ phép tại đó. Lên xe. Lên xe đi. Được. Coi thử món quà tôi chuẩn bị cho cô. Đây là đâu vậy? Dẫn cô đi tham quan nơi ở của tôi. Đi theo tôi. Đây mới chính là thế giới thật của tôi. Tôi có thể... Tự nhiên đi. Những thứ này đều là do tôi sưu tầm về.